là cái này là con bấm nhũ ha. Mười máy bay ha, máy bay. Cái này là máy bay nè, máy bay. Này gọi là bông bóng bạc, bông bóng bạc. Mười máy bay. Mười con voi. Này là khủng long. Này con ngựa yên ha. Này con gà. Cá. Đây, này con voi ha, con voi. Cái này anh chị các bạn bán lâu thì anh chị các bạn mới hình dung ra được ha. Mới hiểu quá. Voi đây có hai màu, màu hồng và màu xanh. Đây, màu hồng ha, màu hồng. Cũng voi. Cái này chúng ta bơm bằng khí hydro hoặc là cái ống bơm tay ha, hoặc là con cốc đạp. Rồi siêu nhân tới con cá heo, bóng phao cá heo. Đây là bóng phao hình con cá heo đây. Một hai ba bốn năm sáu á, trên Shopee bán mỗi lóc gì là 6 con, anh này một cục nó là 12 con ha, nó chỉ có một màu thôi. Nhưng mà ở đây mình chiết ra, bà xã kia mình chiết ra hai màu đều cho anh chị các bạn bán. 1 2 3, 1 2 3 là 6 ha, nó đều màu thì anh chị các bạn có hai màu để bán ha. Thì những sản phẩm nó có hai màu thì bà xã kia em chiết thì em chiết ra, còn những sản phẩm nào một màu thì anh chị các bạn lấy theo mặc định của ảnh ha. Rồi, giờ em sẽ buộc này lại. Rồi, 6. Này là con cá heo ha. Cá heo để đây. Bóc phao hình con cá heo. Rồi, tới con bóng bạc hình Pikachu ha. Đây là con sư tử. Đây là con đại bàng nha, đại bàng mới. Đây là con trâu. Này đại bàng. Đây là đại bàng. Đại bàng có hai loại, đại bàng hai loại, một loại là đại bàng thường ha. Hai đại bàng mới. Đây là con Pikachu ha. Một bịch gì đó 500 cái nè. Xỉ lẻ cho bà xã xỉ lẻ thì kêu chiếc 10 cái nha. Để đếm ra.
Rồi cái này mình phải chiết ha. Mình tính kiếm cái hạn lẻ mà cho nó hết rồi luộc chiết kia. Con bóng bạc á, đặc biệt là cái keo nè, nó dính vô cái này là nó chốc, lâu ngày để là nó chốc hoặc là chúng ta vận chuyển. Nên khi chúng ta tháo 100 cái này ra, chúng ta phải bỏ cái mí băng keo luôn. Cái này cái băng keo dán lại chúng ta bỏ để không nó dính là nó sẽ bị ra màu. Cái này là 100 cái nè, phải đếm ra 10 cái lẻ không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cái này phải khéo, không khéo nó tuôn ra hết là nó lộn xộn thằng ngầu. Không có lộn sợ ngầu hết trơn. Cái này gạnh là phải đếm từng 10 cái hết. Rồi tới con cá mập lớn. Con cá mập lớn hết rồi, bây giờ mình phải thế con cá này vô. Con cá này cá ba kỳ, cá ba kỳ to, cá này bật cá to lắm. Cá ba kỳ hôm nay hết hàng luôn, còn con này hết luôn. Thêm cá ba kỳ. Rồi tới con cọp ngồi.